Huyệt trung cực. Huyệt trung cực là huyệt thứ ba nằm trên nhâm mạch, ký hiệu CV3. Vị trí huyệt trung cực. Huyệt trung cực nằm trên đường thẳng dọc giữa bụng, dưới rốn, cách rốn khoảng 4 thốn, đồng thời cách trên bờ xương mu khoảng 1 thốn. Cách lấy huyệt trung cực. Cách lấy huyệt trung cực rất đơn giản, mời bạn quan sát và cùng thực hành với tôi. Nếu điều kiện cho phép, bạn có thể cởi bỏ áo và thực hành trực tiếp trên cơ thể. Ở đây, để đảm bảo nguyên tắc cộng đồng, chúng ta thực hành cùng nhau như thế này. Đây là đường chạy dọc giữa phía trước cơ thể. Đó cũng chính là nhâm mạch. Huyệt trung cực nằm trên đường này. Đây là rốn của tôi. Huyệt trung cực nằm trên nhâm mạch, dưới rốn, cách rốn 4 thốn. Để lấy được 4 thốn nhanh, bạn có thể xếp bàn tay như thế này. Các ngón duỗi thẳng và ép vào nhau. Khoảng cách từ vị trí này, từ mép ngoài gốc móng ngón tay cái này, chiếu thẳng sang bên kia, ngang bàn tay qua các kẽ ngón tay như thế này, sẽ tương đương 4 thốn. Như vậy, ta đặt bàn tay vào bụng dưới, mép trên của gốc móng ngón tay cái trùng với vị trí giữa rốn, và mép ngoài của ngón út ngang với vị trí của huyệt tiền cốc SI2, sẽ trùng với vị trí của huyệt trung cực. Đây là vị trí giữa rốn, chạy thẳng xuống theo nhâm mạch. Đây là mép ngoài của ngón út ngang với huyệt tiền cốc. Đó chính là vị trí của huyệt trung cực. Huyệt trung cực. Huyệt trung cực CV3. Theo Đông y, huyệt trung cực có tác dụng trợ dương khí và điều hòa khí huyết. Huyệt trung cực thường được chỉ định điều trị các chứng di tinh, hoạt tinh, các chứng đái dầm, bí đái, các chứng đau vùng hạ vị, thủy thủng, các rối loạn phụ khoa và sản khoa, băng huyết, khí hư, đau bụng kinh, bế kinh, kinh nguyệt không đều, vân vân. Thông tin chi tiết hữu ích và thú vị liên quan đến huyệt trung cực được cập nhật thường xuyên trong các kênh và các website của Vicuro. Mời bạn tham khảo thêm. Chúc bạn sức khỏe. Cảm ơn bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.